Các bạn ơi, hôm nay cùng mình với con thỏ này đi bắt cá nhá. Các bạn ơi, con thỏ này. Ô kìa, nó đang ăn kìa các bạn kìa. Nó đang ăn rau ấy. Ấy, ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều vào thì mới có sức khỏe để bắt cá chứ. Xịn xó đấy nhờ. Ok, ok, lên cô nào. À, đi nào. Ờ, đi, đi bắt cá nào. À, á nhá. Đi, 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 đi. Ok, rồi, và bây giờ bọn mình đi bắt cá nhá các bạn ơi. Ở cái vũng nước này có cá nhá các bạn. Có rất là nhiều những con cá to lớn nhá. Cá đấy các bạn, đây này. Ui, xịn luôn, ui, ui. Ấy già già, xịn xó đây rồi. Ồ, xịn xó con bò luôn các bạn ơi. Ở cái vũng nước này có rất là nhiều những con cá nha các bạn. Đây này, cá đây này, báo cá liên tục luôn. Con cá này là con cá koi nhá. Cá koi to lớn đấy này, bự nhỉ. Ui, xịn luôn. Các bạn ơi, Pikachu. Ok, mình bắt được một con cá rồi nha các bạn. Con cá koi to lớn đấy này, bự nhỉ, rất là to luôn đấy nhỉ. Ok, đi con nhá. Nó còn có rất là nhiều những con cá này các bạn này. Con cá này là con cá koi có cái màu vàng đấy nha các bạn. Xịn luôn. Cá koi đẹp nhờ. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha. Được ngoại lai từ Tokyo, Nhật Bản nha các bạn. Đấy. Mình bắt được hai con cá rồi nha. Các bạn ơi, đây vẫn còn cá nữa nè các bạn này. Con cá này là con cá koi bướm nha. Con cá koi bướm này có cái màu trắng luôn đi. Ôi, xịn nhờ. Các bạn ơi, ba con rồi nha. Mình bắt được ba con cá rồi nha các bạn. Ok. Các bạn ơi, ở cái vũng nước này có cá nha các bạn. Để ui, ui, một ổ liền. Ái da da, xịn luôn đây này. Nhiều nhá, nhiều nhá. Rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Đây này, ái da da, xịn luôn đây này. Ái da da, con cá chép koi nhá. Rất là nhiều những con cá đẹp các bạn ơi. Con cá chép koi này có hai màu đây này. Ui, xịn nhờ các bạn ơi. Đấy, cá chép koi đây. Có hai màu nhá. Ui, dễ thương ấy. Ai con cá gì đây? Con cá này là con cá dấu dô phới phi đây này. Ái da da. Ái da da, ok con dê. Vậy là mình đã bắt được một con cá chép rô, con rô phi các bạn ơi. À, cá rô phi nhá. Đấy, ok, ok. Ok con dê luôn. Đấy bạn ơi, mình bắt được một thùng đựng cá rồi nha. Vẫn còn có những con cá này các bạn này. Con cá này đẹp quá đây này. Con cá này là con cá chép coi có cái người rất là dài đây này. Đấy, đẹp không? Ui, xịn nhờ. Các bạn ơi, còn có cá nhá. Con cá này là con cá... con cá chim nha các bạn. Con cá chim này này, con cá chim này đẹp đây này. Ờ, có cái màu tím mộng mơ luôn nhỉ. Ai xịn luôn. Ồ đẹp ấy. Ai già già quậy thế. Ok ok. Ai đẹp ấy. Già già. Con cá chim mình nhảy rất là giỏi luôn nhỉ. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn. Ui, con cá chim này có cái màu tím mộng mơ luôn đây này, rất là đẹp luôn này. Ok ấy ơi. Ồ các bạn ơi, con cá chép coi đây này. Ui con cá gì to lớn đây này. Con cá này là con cá gì? Cá gáy các bạn ơi. Ô kìa, ô kìa. Cá gáy thuộc họ nhà cá chép nha các bạn. Nó rất là lớn đấy này, bự nhỉ. Ok. Ôi con cá nha, báo cá liên tục luôn đây này. Con cá này là con cá chép coi này. Con cá này to lớn này, cũng bự nha các bạn này. Siêu to khổng lồ luôn. Ô con cá ba đuôi này các bạn này. Ai da da. Con cá ba đuôi này đẹp ấy. Ô các bạn ơi, mình bắt được một cái thùng đựng cá. Đây rồi đấy các bạn này, rất là nhiều những con cá nha. Ok và bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok đi nào. Let's go. Ok let's go. Các bạn ơi, ở cái vũng nước này có rất nhiều cá luôn nha các bạn. Ui ui, to nha to nha. Ui con gì đây? Ơ kìa. Nani? Xịn đây này. Con này là con rùa nha các bạn. Nó rất là lớn luôn đấy này. Xịn nha. Ai xịn chả các bạn ơi. Đây cái thùng đựng cá của mình nha. Ok và bây giờ chúng ta cùng bắt và tìm hiểu những con cá nha các bạn. Các bạn, con cá này, con cá koi này. Ui. Xịn nhờ, con cá koi đi các bạn. Con cá này, cá chấm lên chim này. Cá chim đi các bạn. Ui, nó bự à. Xịn đi. Cá chim này to lớn các bạn. Con cá chim này có cái màu tím mộng mơ này. Đấy, rất là bự luôn nhờ. Ok, con. Ui, dùi, ui. Còn rất là nhiều cá koi nữa các bạn ơi. Để cá koi này. Ui, xịn đi. Ái chà chà, các bạn ơi. Còn con cá. Con cá này, con cá chấp koi này. Có cái màu đỏ luôn nhờ. Hai con cá rồi nha. Mình bắt được hai con cá rồi các bạn. Ok, ok. Ở xịn đi. Ui dồi, cá gì đây? Ai các bạn ơi, con cá này là con cá gáy này các bạn này. Cá gáy thuộc họ nhà chép các bạn. Cá chép đây. Ui dồi, ba con cá rồi đấy các bạn. Toàn những con cá cảnh siêu to khổng lồ đấy các bạn. À, con rùa là bự ấy. Con rùa con mon các bạn ơi. Đây, ui. Ai giật giật con cá này, con cá koi mà có cái màu đen luôn các bạn ơi. Đấy, cá koi các bạn, to lớn này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt các bạn nhỉ. Cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy. Ô, xịn xó con bò luôn. Con vịt quạc quạc. Ô kìa. Ui dồi ui. Con cá koi là to lớn thế này. Ui, ơ kìa. Nó bự ơi.
Ây da, to nha, to nha, siêu to khổng lồ luôn. Rồi rồi rồi. Ô kìa, ui rồi ui, con cá koi này. Ai, con cá koi này to, bự này, khó bắt lắm các bạn. Ấy, to to to. Ô bạn ơi, đấy mình bắt được một thùng cá rồi các bạn. Rồi 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 rồi, rồi con ấy. Ui giời ơi, con cá koi này đẹp đấy. À. Đấy, các bạn ơi, con cá koi này rất là nhiều màu sắc luôn nhỉ. Đấy, đẹp nhỏ. Xịn sò luôn. Rồi các bạn ơi, mình bắt được một thùng cá rồi này các bạn này. Đây, và bây giờ mình sẽ bắt con rùa lại cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, con rùa này. Con rùa này thuộc loài rùa common có cái size serping luôn các bạn ơi. Nó rất là lớn luôn nhỉ. Đây này. Ui giời ơi, nó bự này. À, chật xịn sò con bò. Ui giời, nó to. Nó to như vậy thì đứa làm sao được các bạn ơi. Ô sờ kê. Ờ, để mình coi xem nào. Ui ui. Trứng khủng long các bạn ơi. Ai. Chà, để mình cùng khám phá xem là bên trong quả trứng khủng long này. Ai chà chà. Ui, xịn lên, xịn lên, xịn lên. Ui, ái già già các bạn ơi. Bên trong quả trứng khủng long màu cam cam này các bạn, có rất là nhiều những con cá đây này. Ui dùi, xịn xò luôn. Ok. Ái già già, xịn đấy. Ui dùi. Ồ, mình bắt được một thùng cá rồi là các bạn này. Ok, là bây giờ mình sẽ đem hết những cái con cá này các bạn ơi lên cái bể nuôi cá của mình nha. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Ok. Con cá koi này đẹp đây này. Đấy. Đây con cá koi này có cái size đẹp đây này. Bây giờ mình sẽ thả cá nhá. Bây giờ đây các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá của mình nhá. Các bạn, đây là cái bể nuôi cá của mình đây này. Đấy, rất là nhiều những con cá đẹp nhá. Các bạn ơi, đấy. À, đây là con thỏ này các bạn nhé. Con thỏ này. Con thỏ này có cái màu vàng cát này các bạn. Con thỏ này là thuộc loài thỏ lông ngắn nhá. Còn con thỏ màu trắng trắng đen đen này là con thỏ lông dài này các bạn này. Đẹp nhá. Thỏ đấy các bạn, ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ nhá. Đấy các bạn, con thỏ đang ăn cỏ đây này. Đẹp nhỏ. Xinh nha. Ơ kìa con chuột kìa. Ơ con chuột nữa kìa. Con chuột lang nha. Đấy, lát nữa mình sẽ quay con chuột lang cho bạn xem ha. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lại chỗ bể cá nhá. Bây giờ mình cùng các bạn thả cá nhá. Thả cá những con cá mình bắt được các bạn. Mình sẽ thả hết vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây con cá koi này to lớn đi này, bự đi này, có cái màu vàng luôn này. Đẹp này. Ok. Ok ok ok. Đó, con nhá. Ui ui xịn này. Cá gì đây nhỏ. Cá koi này đẹp đây này, có cái màu đỏ luôn nhỉ. Ai chà chà. Ấy, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt các bạn, cho nên là nó rất là nhiều màu luôn đây nhỉ. Đây con cá rô phi này. Ê, con cá rô phi này các bạn. Con cá dấu rô phối phi đây này. Xịn luôn, xịn luôn. Ok con nhá, báo cá liên tục luôn mấy bạn ơi. Cá gì đây? Con cá này, con cá chép này. Đấy, cá chép đây các bạn. Ok. À, con nhá, báo cá nhá, con cá gì đây? Ui ui. Con cá này, con cá koi mà có cái màu đen này. Ui ui. Có cá koi đấy, cá koi rất là nhiều màu sắc luôn nha mấy bạn ơi. Ok. À, những con cá có cái size mini nhỏ nhỏ xinh xinh thì mình sẽ thả vào cái bể nhỏ này các bạn ơi. Đấy, xịn luôn, xịn luôn. Ồ, ok. 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 Ơi đây các bạn ơi. Rồi rồi, đây cá gì đây? Con cá hồng kết vàng nhá. Cái loài cá hồng kết vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha các bạn. Nó có cái màu vàng luôn nhỉ. Rất là đẹp luôn nhá. Cá gì đây nhỉ? Con cá koi này, con cá koi này có rất là nhiều màu đây này. Đẹp đây này. Đẹp đây này. Ok. Rồi, cái giả giả đây các bạn. Mình đang bơm nước vào cái bể bằng kính nhá. Cái bể tinh như này, bằng thủy tinh nha các bạn. Ok. À, bơm nước vào thả cá nhá, thả những con cá nhỏ nhá. Thả những con cá nhỏ vào cái bể nhỏ mấy bạn ơi. Đây con cá chép này. Con cá chép này có cái màu đỏ luôn nhỉ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Ok. Ôi đây này, cá gì nữa đây? Có nhiều nhá. Có rất là nhiều những con cá nhỏ. Ơ kìa. Con mèo nó tìm thấy con gì đây? Con rùa nhá. Á chà chà, con rùa này mấy bạn ơi. Con rùa này có cái mai màu xanh như này. Con rùa này đẹp quá nhỉ. À, con rùa này các bạn. Con rùa này nghìn năm tuổi rồi nhỉ. Ok, lát nữa mình sẽ đi tìm con rùa common siêu to khổng lồ sau nha các bạn. Đây con rùa này bự đây. Đẹp nhỉ. Ấy rùa đây mấy bạn ơi. Đấy con mèo này. Ôi con mèo. Rồi, tới công chuyện giờ các bạn. Con nhá, báo rùa nhá. Con rùa này, con rùa vẽ đông này. Có cái thân hình trần trời như quả bóng luôn. Đẹp nhờ. Ôi, dễ thương này. Tê đáng yêu đi. Ôi, dễ thương. Ok, rùa vẽ đông nha các bạn. Ok. Rồi, quay lại chỗ bẻ cá nào. À, quay lại thả cá nào các bạn ơi. Đây, đây, đây. Cá đây. Đấy, cá đây. Thả cá nào. Đấy, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn 9 con cá nữa các bạn ơi. Ok. À, thả cá những con cá con mà nhỉ. Đấy, ui dồi. Kêu đi nhỉ, kêu đi nhỉ. Ấy ấy ok. Rồi các bạn ơi, đấy con cá này. Ấy 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 ấy. Ok. Rồi rồi. Cái công chuyện là bé bé mà nhảy rất là giỏi luôn. Đấy. Ui. Ui giời ui. Đấy các bạn ơi.
Ok, đấy, các bạn thấy mình bắt được nhiều cá không nào? Hôm nay mình sẽ đi bắt rất là nhiều những con cá khác nữa các bạn ơi. Đấy, còn rất là nhiều cá nhá. Ok, đây cái bể cá lớn đây này. Rồi, đây thỏ đây. Thỏ đang ăn này. Ui, thỏ đang ăn cỏ nữa đây này. Xinh nhỏ, đáng yêu không? Đấy, thỏ đấy các bạn. Ok, rồi, chuột. Con chuột kìa, Ai, con chuột này. Con chuột này đẹp đây này. Ái da da. Con chuột này thuộc loài chuột lang nha các bạn. Chuột lang thuộc loài chuột cảnh cho nên là nó có rất là nhiều màu nha. Con chuột lang này có màu vàng, màu trắng, màu đen đi này. Đẹp nhở. Hello cái con chuột nhở. Ông chuột đẹp thế. Dễ thương đi. Ôi hello nhở. Hello cái con chuột nhở. Ui con chuột lang các bạn ơi. Nó đang ăn rau cỏ này. Ai chật chà cung tê. Đáng yêu thế nhở. Ok. Ok đi nào bạn ơi. Chúng ta đi bắt cá tiếp nha các bạn. Let's go. Ok let's go. Mình đi bắt và tìm hiểu những con cá nhá. Đây, cá này các bạn này. Ui, cá lớn. Oh my god. Trời ơi, con cá koi đẹp thế. To đùng luôn. Đấy các bạn ơi, cá koi đây. Con cá koi này to lớn đấy này. Ui, nó bự đấy các bạn này. Nó to nhỉ. Ấy, cá koi thuộc loài cá cảnh nhá. Con cá koi này siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn. Nó có cái màu vàng luôn nhỉ. Ui ui. Ấy chà. Ui, con nhiều nhá. Chán nhá. To lớn này. Wow. Kìa, ấy xịt xó con bò luôn các bạn. Cá koi đi, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ đất nước Japan Nhật Bản nha. Con cá có cái màu đỏ này là con cá chép đấy các bạn, cá chép đỏ luôn nha. Xịn này, anh à, khỏe đấy. Ôi, chúng hai con cá rồi nha. Đấy, các bạn ơi, ui ui, con cá này bự đây này. Kìa, con cá này là con cá koi bướm nha. Con cá koi bướm này lớn này, to lớn nha. Ui dùi, nó bự kìa. Ui to lớn đấy các bạn ơi. Đấy, vậy là mình đã bắt được rất là nhiều những con cá lớn rồi các bạn. Đấy một thùng cá rồi. Xịn đi. Đấy ba con cá rồi. Ba con cá siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. Ok. Rồi let's go nào bạn ơi. Chúng ta đi bắt cá tiếp nào các bạn ơi. Ui à, đây con cá này. Con cá trời chim này. Ui xịn đi. Các bạn ơi cá chim này các bạn này. Đấy, con cá chim này có cái màu tím mộng mơ đây này. Đẹp nhò. Ok các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ đi bắt rất là nhiều những con cá nhé các bạn ơi. Ok, đi nào bạn ơi, là đi nào các bạn. Let's go. Ok, let's go. Hey, ai chạy chạy. Đây các bạn ơi, cá đây này các bạn này. Ui dùi ui. Ở cái mương nước này có rất là nhiều những con cá nó bị mắc cạn nha các bạn. Oh my god. Con cá koi mà to bằng con mèo này. Ui, nó bự kìa. To lớn nha. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt vào cái thùng này nhá. Rồi, ok, đây con cá này bự đây này. Ui dùi, nó to các bạn nhá. Con cá này con cá koi nhá. Đây con cá koi này, con cá koi này có mấy màu sắc liền. Đấy. Cá koi nó là thuộc loài cá cảnh nhá các bạn, nên là cá koi nó rất là nhiều màu sắc như vậy các bạn ơi. Đây con cá trời im chim luôn đây này. Ui giời con cá chim này to bằng bàn tay luôn. Chà bự các bạn này. Đấy. Ui giời ơi cái bụng nó bự các bạn ơi. Đấy cá chim đây. Cá chim thuộc loài cá săn mồi nhá. Xin đi. Ok. Các bạn ơi, bên trên cái mương nước này vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Chà nhá. Ô, này bao cá liên tục nha. Chà nhá. Con cá này là con cá. Wow. Ô kìa, con cá này là con cá ba đuôi nha. Ai chà chà. Tròn nhỉ. Đấy các bạn ơi, cá ba đuôi đi. Ui, chị nhá, con này con cá này có mấy màu liền nữa này. Cá ba đuôi thường nó sẽ có cái bụng tròn tròn như con heo như vậy các bạn. Ok. Ái à, da. Ok, let's go bạn ơi, mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nha. Đăng ký kênh nhỉ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, let's go bạn ơi, đi nào. Ok, let's go. Ok, ok, let's go nào. La 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 la. Oh, ok á. Ui ui. Anh này nó bự đây này. Ồ các bạn ơi, con cá này con cá koi. To đùng nguyên này. Nani. Ui nó lớn này. Con cá koi này đẹp đấy này. Có cái màu đen luôn nhỉ. Ây chà, chà. Xịn xò con bò luôn. Ui con gì đây, con cuốn chiếu đây này. Ui. Ây chà, con cá koi nhá. Con cá koi này có cái màu đen mà nó rất là to luôn đây này. Đấy, nó to đùng luôn. Ây chà, nó khỏe đấy các bạn. To đùng luôn, con cá này phải được 3kg nhỉ. Đấy, ui dồi ui. Mình bắt được một cái thùng cá đầy rồi các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ đem hết những con cá này mang về nhá. Mang về, thả vào cái bể nuôi làm thú cưng nhá. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Đây, con cá chê đây này. Đấy, ui, rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Ai con cá này, con cá chép phụng đuôi dài này. Đấy. Ồ, một thùng đựng cá đầy tràn luôn các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi bắt cá chê nhá. Let's go skateboard, man. Rocks. Wow. Wow.
Ái chà chà, hôm nay mình chơi lớn luôn các bạn ơi. Bắt ao bắt cá cho các bạn xem luôn nha. Đây các bạn ơi. Ui dùi ui, có rất là nhiều những con cá chê to bằng con heo luôn các bạn ơi. Đấy, và bây giờ chúng ta cùng bắt cá chê nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, một con cá chê rồi nha. Ui, này. Ui, con cá chê mà to bằng con heo đây các bạn này. Nó rất là lớn luôn nha. Cá chê nó có cái màu trắng này các bạn này. Cá chê bạch cạn đây. Cá chê bạch cạn nha. Đấy, ui. Chà, bự thế nhỏ. Ơ kìa, bự rất là giỏi luôn. Các bạn ơi, cá chê thuộc bộ cá da trơn này bắt rất là trơn luôn nha. Đấy các bạn ơi. Sau một khoảng thời gian vật lộn thì mình đã bắt hết những con cá chê này rồi nha. Bắt hết vào cái thùng này cũng đựng cá các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cá về các bạn nuôi cá của mình nha. Đây các bạn ơi. Đấy. Wow. Có mấy bạn con này các bạn ơi. Wow. Lên cục các bạn ơi. Cá chê đây. Ui dùi ui xịn xò luôn. Ok. Rất là nhiều những con cá chê màu vàng nhỉ. Cá chê màu đen, cá chê màu trắng. Đây các bạn ơi. Cá chê thuộc bộ cá da trơn cho nên bắt cá chê nó rất là khó các bạn ơi. Nó rất là trơn nhỉ. Đấy, trơn từ tuổi như con nươn luôn. Ok. Bơi kìa. Tinh. Ui xịn xò con bó lắm. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Bơm nước vào, thăm ngàn. Đấy, bơm nước các bạn. Bơm nước vào cho cá nó thở nhá. Đấy, các bạn ơi, bơm nước nhá. Đấy, các bạn có mấy nghìn con cá chê liền các bạn ơi. Mấy nghìn con liền nhá, không đùa đâu. Ok, đây các bạn ơi. Nước đã gần đầy rồi nha. Đấy các bạn ơi, nước đầy rồi nha. Đấy, ui. Xịn không, mấy bạn con cá chê liền các bạn ơi. Ok. Come on các bạn ơi, vừa come on nha. Kìa, các bạn ơi. Chà chà, xem là hôm nay mình bắt được con chuột lớn các bạn ơi. Con chuột này, chú 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 chú. Ai chà chà lớn nha. Come on, chuột ngoài rùa, rất là đánh đá các bạn ơi. Cho nên là bắt thật nha, không đùa nha. Rất là to các bạn. Ok, các bạn cùng quan sát nha, con chuột này, chưa to khổng lồ ấy. Ai, come on, chuột ngoài rùa, rất là đánh đá các bạn ơi. Bắt thật nha, to lớn nha. Ôi này các bạn này. Này, ui, nó bự, nó to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn ơi. Bự nha, ui dồi. Ôi, chuyện thò các bạn ơi. Ngoài rùa come on các bạn. Nó tự vẻ, nó cũng rất là đánh đá luôn đấy các bạn ơi. Đánh đá cá kè lắm đấy nha. Không dư hết này. Ôi này, ấy, ghê gớm lắm các bạn. Ui, nó bự, to như vậy thì đỡ làm sao được các bạn ơi. Ui, đánh đá thế, ui. Ô, con rùa đánh đá các bạn, to đúng luôn. Thế to khổng lồ đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, thế ra đây mình bắt được rất là nhiều rùa. Đây này, con rùa này nó bắt đầu lặn xuống cái ao hồ nha các bạn. Đây này, ui, nó to các bạn này. Siêu to khổng lồ luôn. Ok, đấy, ui, ái già.